Thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang liên tục xảy ra các vụ cướp giật tài sản của các em học sinh, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân, nhất là các bậc làm cha làm mẹ. Vâng, thường thì kẻ xấu sẽ lợi dụng cái khoảng thời gian khi mà các em đi học về ở trên những cái quãng đường vắng, đa số là ví dụ như là các em đi xe đạp chẳng hạn, thì sẽ lợi dụng để mà làm những cái việc xấu đó, và thường là sẽ đối tượng sẽ là những em học sinh nữ. Trước cái thực trạng này thì lực lượng công an của huyện An Phú đã nhanh chóng vào cuộc, kịp thời bắt giữ các đối tượng để ngăn chặn sớm cái tình trạng này. Vâng, và bên cạnh cái mối lo ngại về việc mất tài sản thì tôi nghĩ rằng là một trong những mối nguy lớn hơn nữa đó là kẻ xấu không chỉ cướp giật tài sản mà các em còn bị đe dọa đến tính mạng hoặc là có thể bị kẻ xấu xâm hại nữa. Từ đầu tháng 10 đến nay, nhiều em học sinh tại trường Trung học cơ sở Đa Phước, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang thường xuyên bị các đối tượng lạ mặt chạy xe mô tô áp sát, cướp giật tài sản trên đường đi học. Đối tượng chúng nhắm vào chủ yếu là các em học sinh nữ điều khiển xe đạp một mình trên những đoạn đường vắng người qua lại để áp sát, giật cặp sách rồi tẩu thoát. Con đi học với chị, rồi con bỏ gặp trên bội, rồi có một người phụ nữ với một đứa con nít chạy ngang rồi giật. Lúc đó chợ vắng, con sợ, con khóc, con chạy về nhà. Hai bạn lớp 8 với một em lớp 7 cũng bị giống như con. Có cái xe ở ngoài sau chạy tới giật cái cặp mà hộp, rồi xong quay lại ép vô mé, rồi con mới chạy. Xong nó quay lại nữa là con lên góc có mấy cái nhà rồi nó đảo lại. Trước tình hình này, lãnh đạo công an huyện An Phú đã chỉ đạo các lực lượng liên quan đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát. Tháng 10 vừa qua, các đối tượng đã bị công an bắt giữ khi đang thực hiện hành vi cướp giật. Tại cơ quan công an, đối tượng điều khiển xe mô tô khai tên Lê Thiện Ngọc Trân, sinh năm 1996, ngụ khóm 2, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Đối tượng khai nhận hành vi cướp giật để có tiền tiêu xài. Ngoài ra, đối tượng này còn thừa nhận bằng thủ đoạn trên đã thực hiện chót lọt nhiều vụ cướp giật tài sản của các em học sinh trên địa bàn huyện An Phú thời gian qua. Khi đi học, đặc biệt là học về trễ qua buổi tối, thì các em nên đi thành từng nhóm bạn trên cùng một đoạn đường về. Và phụ huynh thì nếu mà con em mình đi học mà trên đường về ít người thì cũng nên mà nhín thời gian ra để mà đón con em mình về cho nó đảm bảo an toàn. Đồng thời thì khi phát hiện những vụ việc tương tự xảy ra, mặc dù tài sản thiệt hại nó không lớn, nhưng mà cũng kịp thời báo cho cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an xã, để có kế hoạch đấu tranh xử lý triệt để đối với đối tượng này. Có thể thấy, hành vi của các đối tượng không chỉ gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe mà còn gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho các em học sinh, ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự an toàn xã hội và không ít những hệ lụy khác. Thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi cập nhật về cơn bão số 13 có tên là Vamco, thì cơn bão này có tốc độ di chuyển rất là nhanh, cảnh báo mức độ nguy hiểm cao. Vì thế, lực lượng chức năng các địa phương đã nhanh chóng di chuyển hàng nghìn hộ dân về nơi tránh trú an toàn. Ở vùng biển Quảng Ngãi thì cũng đã có tình trạng là gió mạnh và sóng lớn rồi, và bên cạnh những lo lắng về thiệt hại do bão số 13 gây ra thì người dân ở đây cũng đang rất quan ngại về việc là chiều cường dâng cao sẽ gây nguy hiểm cho những hộ dân sống ở gần biển. Bão số 13 ập tới khiến cho nước chiều cường ở biển An Cường dâng cao ăn sâu vào đất liền. Nhiều gia đình ở gần biển bất an vì cơn bão số 13 có thể càn quét khiến cho nhà cửa bị hư hại nghiêm trọng. Vì thế, ông Việt cùng bà con trong làng tìm mọi cách để gia cố nhà cửa, giảm thiểu thiệt hại sau bão. Chuẩn bị này, rạch đồ mình đưa xuống này, rạch để nó mới cài được, nó giữ được, nó qua lại dây nó mới giữ được. Còn đó là cái đưa chắc lên mới vậy đó. Đó, cái lưới chờ tắn vô, cái tắn vô, đi cài vậy thôi chứ, cài đã thôi chứ giờ biết làm sao đây. Ngôi nhà của bà Của cũng đang đối diện với nỗi lo chiều cường đe dọa. Cơn bão số 9 vừa qua, sóng biển tràn vào nhà nên bà phải di rời đi lánh nạn. Nghe tin bão số 13 không đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Ngãi, nhưng nhà nằm sát biển nên bà không chủ quan. Lo cho sọt lở này, rồi nó vô tới nhà tới cửa này, rồi nó lâu hết lớn chờ của bà công để gần bà xong đây này, rồi nó lâu hết thì làm sao thì phải chịu chứ làm sao đây. Giờ là mình lo cái tính mạng của mình đi cái đã. Người dân ven biển này từ bao đời nay đã sống chung với chiều cường.
đặc biệt là mỗi khi sóng to gió lớn. Để bảo vệ tính mạng của người dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo kiểm soát chặt tình hình chiều cường dọc các địa phương ven biển để chủ động có phương án xử lý kịp thời. Xin được chia sẻ thêm từ quý vị khán giả, bão Vamco hiện đã vào bờ biển miền Trung vào sáng ngày hôm qua, ngày 15 tháng 11, gây ra mưa lớn, gió giật mạnh kéo dài, khiến nhiều cây xanh, một số nhà dân và trường học bị tốc mái. Người dân đã được chính quyền địa phương di trú đến nơi an toàn, giảm thiểu thiệt hại thương vong do mưa lũ lớn gây ra. Và thông tin về tình hình cơn bão số 13 Vamco như thế nào thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Xin mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, Cao Phong nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hòa Bình. Địa phương này được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu ôn hòa, được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi và tầng đất canh tác dày, thoáng khí, hàm lượng dinh dưỡng cao, rất phù hợp với cây có múi phát triển. Vâng, ở Cao Phong thì không chỉ nổi tiếng với cam Cao Phong mà quýt ở đây thì cũng rất là ngon và rất là nổi tiếng nữa. Có nhiều giống quýt mà được trồng ở đây. Tuy nhiên thì người Cao Phong luôn dành sự ưu ái đối với một loại quýt có tên là quýt Hà Giang, một giống quýt có nguồn gốc từ tỉnh Hà Giang được đưa về trồng ở Cao Phong vì tính kháng sâu bệnh rất là tốt và sản lượng thì cũng rất là cao nữa. Vâng, và tôi được biết thì những trái quýt Hà Giang thì mọng nước này, có hương thơm rất là hấp dẫn, vị ngọt thanh xen lẫn chua dịu, khiến cho nhiều người có thể ăn no mà không thấy chán. Khi gió heo may se lạnh cũng là lúc những trái quýt Hà Giang chuẩn bị được thu hoạch. Theo anh Tuấn chủ vườn, thời gian gần đây khi những gốc cam Cao Phong thường bị sâu bệnh tấn công thì quýt Hà Giang lại ngược lại. Dù thời tiết bất lợi, cây vẫn khỏe, quả sai. Có lẽ vì thế mà quýt Hà Giang được nông dân Cao Phong ưu ái, duy trì và chăm sóc. Quýt của mình cho nó ăn hợp lý từ lúc quả nó còn bé. Mình cho ăn tầm 15-20 ngày, mình cho ăn một lần, cho ăn điều độ. Mình không cho ăn sốc một lúc liên tục, như là mình cho ăn một lần. Mình cho 5 lạng đến 1 cân thì nó lặng quá. Thì lúc ấy thì cây nó không hấp thụ được nên quả nó bị rụng quả. Quýt Hà Giang được đưa về trồng ở Cao Phong từ những năm 80 của thế kỷ trước. Khí hậu mát lành, thổ nhưỡng phù hợp đã khiến cây quýt Hà Giang không chỉ cho năng suất quả tốt, mẫu mã đẹp mà còn có vị thơm rất đặc trưng. Hơn nữa, đa phần các loại quýt thường ngọt sắc thì quýt Hà Giang lại có vị ngọt thanh, xen lẫn chút chua nhẹ vô cùng hấp dẫn. Vì thế, loại quả này rất phù hợp để ăn hoặc vắt lấy nước cho những ngày thu hanh hao. Cái quýt Hà Giang này thì nó ăn có vị rốt rốt, bóc vỏ rất dễ bóc, ăn nó rốt rốt, nó hơi vị ngọt, không phải ngọt đậm hẳn. Nó mọi người thì ăn của chua nhất thì dễ ăn. Thứ nhất là những người uống rượu xong ăn quả quýt này rất ngon. Hiện nay, Cao Phong có hơn 800 hecta trồng quýt, một nửa trong số ấy là trồng quýt Hà Giang. Trước đây, quýt trồng ra chỉ để nội tiêu trong tỉnh, thì nay người Cao Phong đang mở rộng hướng tiêu thụ, đưa quýt Hà Giang xuống thủ đô Hà Nội bằng việc trồng theo hướng an toàn. Những sản phẩm quýt Hà Giang cũng thường xuyên được người dân và các cấp chính quyền địa phương đưa vào quảng bá tại các hội chợ cam quýt nhằm giới thiệu một loại trái cây ngon và lành tới người tiêu dùng. Cũng với một cái ưu thế của Cao Phong về cái khí hậu cũng như là thổ nhưỡng làm cho cái chất lượng của cái trái quýt Hà Giang trên đất Cao Phong cũng khá là ngon. Và chúng tôi vẫn đang tiếp tục nỗ lực để phấn đấu, bởi vì là để phát huy tối đa được cái giá trị này thì chúng tôi phải làm thế nào để tạo được cái sự khác biệt một cách rõ ràng nhất để cho người tiêu dùng nhận diện được. Hơn 30 năm nay, những cây quýt Hà Giang đã bén duyên và sinh trưởng trên đất Hòa Bình. Không phát triển ồn ào như cây cam, nhưng những trái quýt vàng thơm này vẫn là sự lựa chọn của những người dân, bởi chúng không chỉ dễ trồng, không kén thị trường, mà còn là loại trái cây không bỏ rơi nông dân những khi dịch bệnh, thiên tai bủa vây. Thưa quý vị, theo người dân địa phương thì quýt Hà Giang tuy có tính kháng sâu bệnh cao nhưng cũng không thể trồng tùy tiện được. Theo đó thì phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật từ lựa chọn cây giống đến vị trí trồng, rồi phân bón thì mới có thể đạt được năng suất cao và chất lượng quả tốt nhất được. Vâng, bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao những trái quýt Hà Giang được trồng ở Cao Phong lại thơm ngon độc đáo đến như vậy. Với cái sự đầu tư về mặt kỹ thuật này hay là những cái đường hướng về thị trường thì chúng ta cũng hy vọng là trong thời gian tới những trái quýt Hà Giang thì cũng sẽ trở thành một đặc sản nổi tiếng, bên cạnh những trái cam Cao Phong cũng đã rất nổi tiếng.